Thông tin tiểu sử Thái Thùy Linh Thái Thùy Linh sinh năm 1981 với hình ảnh một cô gái tự tin, bộc trực, sôi nổi với phong cách rock là những mỹ từ khán giả dành cho nữ ca sĩ này. Những năm gần đây, cô được chú ý hơn với một số chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Thậm chí cô còn được bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm tình nguyện quốc gia. Thái Thùy Linh là cái tên được nhiều người chú ý kể từ sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004. Cô là một trong số ít các ca sĩ tự mình vươn lên bằng chính sức lực của mình mà không hề có mối quan hệ nào. Điều thú vị đưa cô đến Sao Mai Điểm Hẹn là cô học tại Học Nhạc Viện Hà Nội nhưng lại là đại biểu của TP Hồ Chí minh dự thi sao mai điểm hẹn học nhạc viện hà nội nhưng lại là đại biểu của thành phố hồ chí minh dự thi sao mai điểm hẹn không giống các thí sinh của sao mai điểm hẹn con đường thái thùy linh đến với âm nhạc muộn màn hơn và khá lận đận thi đến lần thứ ba mới đỗ vào nhạc viện sn và không có những mối quan hệ tốt không có sự giúp đỡ hay hậu thuẫn nào từ những người có nghề có tên tuổi để có thể giúp mình phát triển linh tâm sự tuy nhiên với cá tính và phong cách của mình ít nhiều linh cũng đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả các bài hát thành công của cô tiếng hát nơi đảo sa thái thùy linh một gói nho khô một cánh panse tuấn hiệp Thái Thùy Linh phép lạ Thái Thùy Linh trò chơi Thái Thùy Linh. Lâm Vũ mãi mãi tuổi 20 Thái Thùy Linh Tết Xuân Thái Thùy Linh. Bé Thái An Dinh Gồ Bèo Thái Thùy Linh. Various Artist Chuồn Chuồn ớt Thái Thùy Linh rêu Phong Thái Thùy Linh có một vầng. Trăng Thái Thùy Linh yêu đời Thái Thùy Linh lời tỏ tình năm mới Thái Thùy Linh trong vòng tay cô đơn thái thùy linh ngày xưa đã xa thái thùy linh chuông giáo đường ngày ấy thái thùy linh tự tình thái thùy linh thái thùy linh hiện có một tổ ấm cùng chồng ngô quang cường giám đốc một công ty tổ chức sự kiện ở hà nội